quý vị và các bạn, hiện nay đang giữa mùa mưa lũ. Ở những vùng ven sông, gần hồ đập, các địa phương, người dân đang ứng phó như thế nào trước mùa mưa bão đang về? Ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT. Hàng chục năm nay, người dân Buôn Tua Sa, xã Nam Cao, huyện Lắc vốn khá bình yên bên dòng sông Krông Nô khi có hồ thủy điện Buôn Tua Sa tham gia điều tiết, cắt lũ. Nhưng cứ mỗi mùa mưa về, bà con Buôn Tua Sa vẫn luôn sẵn sàng một tâm thế trong trường hợp bất trắc nào đó có thể xảy ra. Luôn cũng chủ động. Vì khi nào có chủ động là chuẩn bị đạt là phải chạy lên rồi, phải chủ động cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái như nên tránh xa mình làm cho rễ cho nương gần sát bờ sông. Sông nước đặc thù, núi non hiểm trở được che phủ dày đặc bởi những cánh rừng. Đây chính là đặc điểm quan trọng để Nam Ca được chọn làm vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây. Song cũng chính đặc thù này cùng với lũ lụt tàn phá hàng năm khiến địa phương này vẫn chậm nhịp so với nhiều địa phương khác. Gần 20 năm nay, khi công trình thủy lợi Buôn Tua Sa đi vào hoạt động, đã góp phần khắc phục cơ bản lũ lụt trên địa bàn. Tuy nhiên, trên hành trình phát triển của xã mỗi năm vẫn không quên một nhiệm vụ. Xã cũng đã xây dựng cái phương án trong lực lượng là phòng chống thiên tai. Trong quá trình mà nhà máy mà thông báo xử lý mà ví dụ là lưu lượng nước nó về mưa lũ hoặc là xả nước quá lưu lượng thì xã chúng tôi cũng có bố trí cái chỗ mà di dân trong cái đồi độc lập, trong đó có cái đoàn lực lượng của xã là trong hơn 30 người để chúng tôi là thực hiện di dời dân trong cái lúc đêm hôm. Thiên tai luôn diễn biến bất ngờ, đôi khi chỉ trong tích tắc đã có thể phá vỡ sự bình yên vốn diễn ra hàng nghìn năm trước đó. Sống giữa thiên nhiên kỳ bí, con người như càng hiểu rõ sự hữu hạn của con người trước thiên nhiên vô hạn. Do vậy, một mặt các địa phương và người dân cơ bản yên tâm phối hợp tốt với công tác vận hành hồ chứa, mặt khác cũng luôn sẵn sàng phương án cần thiết trong các tình huống an toàn khẩn cấp.